Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe điện Phương Nam nhé. Thì hôm nay Phương Nam mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe Super Lucky. Đó, giống như kiểu Superman này. Mình đi sơ xung quanh dàn ngoài xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết. Con này thì nói chung là form xe cực kỳ mạnh mẽ. Dòng này thì chủ yếu cho anh em nào ví dụ hoặc chị em nào người to to một chút xíu ngồi dòng này thì nó sẽ thoải mái hơn. Cái đầu tiên ăn tiền của cái dòng Super Lucky này anh em nhìn nhá. Anh em thấy cái chìa khóa giống như của Mercedes không? Đó, y hệt của Mercedes luôn nha. Đó, đây anh em. Y hệt luôn này. Đó, điều khiển từ xa luôn nha. Đó, cái này là mình chưa bóc cái dưới bóng luôn nha. Anh em nào thích về thì tự đập hộp là bóc dưới bóng rồi thôi. Anh em không thích gì thì anh em tắt nó đi. Đó, bây giờ mình sẽ chống trộm nha anh em. Khóa chống trộm này. Đó, anh em mà đi đâu chơi xa mà không có chỗ gửi xe anh em có thể khóa chống trộm. Khi có người lạ muốn gõ vào thì nó hãy hú ầm lên luôn nha anh em. Đó, đấy là công năng của cái chìa khóa Smart Key này nha anh em nhá. Đó, cực kỳ tiện ích luôn. Bây giờ mình sẽ cắm vào mình review đèn này. Dòng này thì nó có xài đèn anh em. Đầu tiên là phải nói là đèn công tắc của nó này. Xung quanh viền là một cái viền LED trợ sáng này anh em, LED xung quanh nó rất là sáng luôn nha. Đó, đây. Bật lên cái pha đèn cầu của nó cực kỳ sáng luôn anh em. Còi thì nó phải nói. Đó, còi khỏi phải nói rồi anh em. Cực kỳ to hơn còi xe máy luôn. Đó, xi nhan này. Đó. Dòng này thì nó có trang bị hệ thống nó là thắng đĩa anh em nhá, đi cực kỳ an toàn luôn, bánh to này. Thắng đĩa này. Đó, phuộc đấy anh em, làm phuộc kiểu CNC này rất là đẹp luôn. Đó, đây phuộc đây mình còn chưa có bóc cái này ra nhá. Đó, anh em về mua là anh mình sẽ bóc sau. Đó, thắng đĩa đi cực kỳ an toàn nhá. Lốp này là xài lốp không có ruột nha anh em, lốp không ruột. Đó. Dòng này thì anh em mình đi đâu xa thì không may có hết bia điện, hết bình á thì anh em có thể đạp bằng cái giò đạp này anh em nhá. Đạp bằng cái giò đạp này. Đó, đạp một vòng nó trợ lực rất là mạnh luôn anh em này. Anh em thấy không? Đạp nhẹ mà nó quay rất là mạnh luôn nha. Đó. Phuộc nhún này, phuộc này, phuộc hơi luôn anh em. Phuộc hơi xịn này, đấy. Nhấn hơi ra luôn nha anh em nhá. Có hơi đồng hoàng luôn nha, phuộc hơi xịn luôn. Đó, dòng này hơi phuộc này nó phải tải tầm khoảng cỡ 2 tạ anh em. Tạ rưỡi đến 2 tạ luôn. Đó. Cửa hàng mình là chuyên xỉ lẻ các dòng xe đạp điện anh em nhá, đời mới nhất. Đó, toàn bộ là xỉ lẻ hết. Anh em nào mà đang có thiện chí muốn về mở thêm chi nhánh để kiếm thêm á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Đây anh em. Vận tốc tối đa này. Đó. Chạy cực kỳ êm luôn. Cái dây điện đó là cái dây mình đang câu bình anh em nhá. Đây. Maximum 35 km/h nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây, xe điện mình còn rất là nhiều anh em nhá. Chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe điện luôn. Có hỗ trợ góp và có hỗ trợ ship xe 63 tỉnh thành. Anh em cần mua bán xe gì cứ để lại cho mình cái bình luận nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.